Cô gái vì để giúp anh trai trả món nợ 10 tỷ, đồng ý cưới một nhà giàu mới nổi, nhưng khi ngồi trước mặt đối phương, cô vẫn bị sốc bởi nhan sắc. Không ngờ một người đàn ông từng ly hôn lại đẹp trai như vậy. Hai người một người bị hối hôn, một người bị ép hôn, nghĩ đi nghĩ lại cũng có duyên. Tổng tài liền đề nghị hợp tác với cô gái, sau đó anh đem một thỏa thuận kết hôn ra cho đối phương xem và nói rằng hôn nhân của họ giới hạn 3 tháng. 3 tháng sau họ sẽ đến cục dân chính ly hôn. Là người thuê, tổng tài sẽ cho cô 10 tỷ thù lao. Cô thấy anh ta hành động dứt khoát như vậy, căn bản không giống nhà giàu mới nổi cô nảy sinh hứng thú đối với anh thế là liền đồng ý điều kiện nhưng khi nhìn tên của tổng tài trên hợp đồng thì cô lại cảm giác có chút quen thuộc tần vũ thần cái tên này nghe quen quá đại gia số một chưa lộ mặt ở thành phố này hình như cũng tên như vậy vũ trong mưa thần trong sáng sớm nhưng chỉ là đồng âm không đồng mặt chữ tôi chỉ là một nhà giàu mới nổi bình thường thôi nghe lời giải thích của anh xong cô gái không hề nghi ngờ mà ký tên mình lên nhưng cô không biết người trước mắt chính là đại gia số một tần giữ thần kia và sở dĩ anh xuất hiện hôm nay chính là vì anh trai của cô đã giới thiệu một tên khốn cho em gái cũng may được người của tổng tài xử lý trước và tổng tài cũng được kết hôn với bạch nguyệt quang của mình cho dù quá trình không vinh quang cho lắm dù mạo danh thân phận của người khác anh cũng bằng lòng thì ra 20 năm trước ba của cô gái làm liều vì ba tỷ mà đi bắt cóc tổng tài lúc nhỏ tính như thiện lương không đồng ý với cách làm của ba đã nhân lúc ông ấy chăm chú gọi điện thoại lén lút cởi dây trói cho tổng tài cứ như vậy thuận lời thả được tổng tài ra ngoài Hàn Tĩnh Như, con muốn chết hay sao? Nhanh chạy đi. Vậy cậu thì sao, đừng quản mình, nhanh chạy khỏi đây đi. Hàn Tĩnh Như. Cậu nhanh chạy đi, thả tao ra Hàn Tĩnh Như, nhanh chạy đi. Đứng lại. Hàn Tĩnh Như, mau buông tay ra, từ đó về sau Tĩnh Như đã đi vào tâm trí của tổng tài, 20 năm sau, không ngờ cô ấy đã trở thành vợ hợp pháp của anh hai người vừa ra khỏi cục dân chính tổng tài liền yêu cầu tĩnh như chuyển qua nhà anh ở trước 9 giờ tối nay muộn một phút cũng không được tĩnh như hỏi anh gấp như vậy làm gì nhưng tổng tài lại nói anh của cô còn gấp hơn cuối cùng để cô lại một mình rồi rời đi trước tôi không đến trễ một hai ba mười tỷ đã được chuyển vào tài khoản đây là phần thưởng cho cô Kể từ ngày hôm nay Cô sẽ ngủ ở đây Vậy anh thì sao Tôi ở phòng bên cạnh Ôi, đồ đạc nhà anh cũng ngầu quá Sàn nhà đều làm toàn bộ từ gỗ nè La Phi mươi 82U là trời Đây không phải thứ nhà giàu sổi mua nổi đâu Anh nói thật đi, rốt cuộc anh làm nghề gì Tôi làm gì có quan trọng sao ít nhất cũng phải cho tôi biết anh không phạm pháp chứ. Cô yên tâm đi, tôi chỉ giúp gia đình làm vài vụ kinh doanh thôi. Cô ăn cơm tối chưa? Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng năm sao rồi. Mặc dù chúng ta là kết hôn giả, nhưng mà hôm nay cũng nên chúc mừng đúng không? Nhưng mà sáng mai tôi còn phải đi phỏng vấn nữa, tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Điều thứ 18 trong hợp đồng viết rất rõ rồi Cô không được từ chối ăn cơm với tôi Nếu như cô vi phạm hợp đồng Từ chối tôi một lần Vậy thì thời gian của cuộc hôn nhân sẽ kéo dài thêm một tháng Trong hợp đồng có khoản này sao Sao tôi không thấy chứ Anh động tay động chân vào nó đúng không Là do cô chỉ nhìn thấy số tiền 10 tỷ kia Nhưng mà hôm nay là tình huống đặc biệt Chúng ta quả thực nên thích ứng một chút Tôi không nên cưỡng ép cô quá nhiều Ê đợi đã Tôi cho rằng anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này hơn tôi chứ Tôi bỏ 10 tỷ để mua thời gian 3 tháng của cô Hàn đây Là một người làm kinh doanh Tôi cũng phải biết như nào có lợi cho mình Nghỉ ngơi sớm đi Ngủ ngon Sao vẫn còn trừng phạt thế? Có phải mình rơi vào âm mưu nào rồi không? cứ xem như là làm thêm đi, giúp đỡ nhiều hơn nhé, ông chủ. hôm nay tĩnh như cùng tổng tài tham gia tiệc gia đình, nhưng không ngờ người luôn ái mộ anh, khi nhìn thấy tĩnh như đi bên cạnh liền nổi đoá lên, thế là cô ta cố ý đi theo sau, lấy chân dẫm lên váy của tĩnh như, muốn cô xấu mặt trước mọi người. tổng tài thấy khách nhiều nên không muốn lớn tiếng với cô ta, mà chỉ cởi áo ra khoác lên người tĩnh như, sau đó đỡ cô dậy. Sau đó lấy ra đăng ký kết hôn của cả hai, tuyên bố Tĩnh Như chính là vợ hợp pháp của mình, và sở dĩ hôm nay anh tham gia bữa tiệc này, chính là vì muốn thông báo hỷ sự. Thấy ba mẹ mình không định tiếp nhận cô con dâu Tĩnh Như, tổng tài không muốn ở đây nữa, sau đó liền kéo vợ mình rời đi, nhưng không ngờ rất nhanh trà xanh đã tìm đến cửa. Là cô? Này, Tần Dữ Thần vẫn chưa về nhà đâu. Ba tỷ, yêu cầu cô rời khỏi anh ấy, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Ba tỷ ư, hóa ra tên đó cũng đáng tiền nhỉ? Phát tài rồi phát tài rồi. Tôi còn tưởng cô thích tần giữ thần bao nhiêu chứ. Hóa ra trong lòng của cô, anh ta chỉ đáng giá 3 tỷ, là cô coi thường anh ta. Hay tình yêu của cô chỉ hèn mọn như thế. Tôi là xem thường cô đó, tôi biết rồi, cô muốn trả giá đúng không? 15 tỷ đây, đủ chưa? 15 tỷ ư, nếu mình không đồng ý, chắc cô ta sẽ đưa 100 luôn nhỉ? Chút tiền này tôi không thèm, hơn nữa cho dù tôi rời khỏi giữ thần, anh ta cũng không chọn cô đâu. Cô im miệng. Đây là trả nợ lần trước. Còn đây là trả cho lần này. Được lắm. Cô được lắm. Vậy hôm nay tôi sẽ chơi nhiệt tình với cô. Tôi cầu xin cô đó cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô cô rời khỏi anh giữ thần đi đừng lừa anh ấy nữa có chuyện gì thế anh giữ thần ơi em cho cô ta ba tỷ bảo cô ta rời khỏi anh mà cô ta còn chia tiền ít rồi đánh cả em nữa anh xem hai bên mặt đều đỏ lên rồi tôi đánh cô là vì cái gì chứ làm người mà không biết lễ độ anh giữ thần tôi còn tưởng cô thích anh ta nhiều bao nhiêu thì ra trong lòng cô anh ta chỉ đáng giá ba tỷ thôi ư cô anh thấy chưa em không đổ ăn cho cô ta cút anh giữ thần, cút. Cô đợi đó. Hàn tĩnh như. Cô nói với tôi. Trong lòng của cô. Tôi đáng giá bao nhiêu tiền. Không lẽ anh tin thật đấy chứ? Lúc đầu cô vì 10 tỷ mà gả cho tôi. Tất nhiên cô có thể vì số tiền lớn hơn mà ly hôn. Tôi chỉ nói vậy để chọc tức cô ta thôi. Anh không tin thì thôi. Em nói tôi biết tôi có thể bỏ ra mười tỷ để khiến em kết hôn với tôi vậy thì bao nhiêu tiền có thể đưa em lên giường đây tần giữ thần anh là tên khốn nạn anh không được vi phạm thỏa thuận anh không được động vào tôi bây giờ đã được chưa được rồi đúng không buông tôi ra cần giữ thần anh bình tĩnh lại đi buông tôi ra buông tôi ra đừng động vào tôi tôi xin lỗi hôm nay có nhân vật lớn nào đến sao là nam thần của chị hân si nam thần của tôi là chủ đề bàn tán của cô sao tôi giới thiệu với mọi người vị này là tống tổng khách hàng lớn của công ty chúng ta tổng giám thương vụ của tập đoàn đại quân mọi người vỗ tay hoan nghênh nào hàn tĩnh như học trưởng không ngờ lại có thể gặp em ở đây bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ Kể từ năm hai em thôi học thì chắc cũng năm sáu năm rồi đó. Buổi tối anh mời cà phê tâm sự chuyện cũ được không? Sao vậy, em thấy bất tiện à? À cũng không hẳn như vậy, tôi tiện lắm luôn. Học trưởng, chúng ta uống cà phê làm gì, buổi tối uống rượu có phải hơn không? Uống rượu thì bỏ đi, tính như tan làm xong anh đến đón em nhé. À cũng được, vậy em quay về làm việc nhé. Ừm, học trưởng ơi em cũng muốn đi cùng. Cô thì lần sau đi. Mình để ý anh ấy lâu như vậy rồi, cá chuẩn bị sắp cắn câu mình tuyệt đối không để hàn tĩnh như hất tay trên để tôi xem cô đi hẹn hò kiểu gì cô không có mắt nhìn đường à này hơn gì mấy trò chơi khăm này cô chưa chơi đủ à cô có ý gì thế cô đang nói tôi đang cố ý chỉnh cô sao làm như vậy chưa đủ rõ ràng à cô nói cô không cố ý đúng không nhưng mà nước trong ly chả còn dư giọt nào. Nếu như chúng ta đụng phải nhau, đôi bên đều phải dính nước mới đúng. Nhưng trên người cô sạch sẽ như thế, nghi nước này chắc chắn là do cô cố ý đổ, chứ không phải vô tình. Hình như đúng là như vậy. Không sai. Tôi là cố ý đấy. Muốn tôi xin lỗi à, nằm mơ đi. Lời xin lỗi giả ân giả nghĩa kia không đáng một xu, tôi không thèm. Nhưng cô phải đền áo cho tôi. Ôi, cô đang muốn tôi đền bù hay sao? Được thôi, trông cô quê mùa thế này chắc cũng chả mặc đồ hàng hiệu gì lão nương đền được nhặt đi nhặt lên nó sẽ là của cô tôi đổi ý rồi bây giờ chúng ta hòa rồi đó hàn tĩnh như cô cứ đợi đó cho tôi áo của phu nhân bẩn rồi anh nên biết làm gì rồi đấy như thế này rồi thì phải làm sao đây giặt qua một chút là ổn mà xin hỏi ở đây vị nào là hàn tĩnh như tiểu thư là tôi với chuyện gì thế đây là những bộ trang phục mới của tiệm chúng tôi mời hàn tĩnh như đến chọn tôi sao Bộ này tôi từng thấy trong bộ sưu tập Paris năm nay rồi. Một bộ mấy trăm triệu lận đó, còn có bộ này nữa, cả thế giới tổng cộng chỉ có ba bộ, một bộ ở chỗ. Phu nhân tổng thống Hàn Quốc, một bộ thứ hai ở trong Hoàng thất Anh Quốc. Bộ cuối cùng không ngờ nó lại ở đây. Có phải các cô nhầm rồi không? Con nhỏ nghèo này, tiền đâu ra mua đồ hiệu được? Đúng đó, những bộ đồ này đắt tiền quá rồi. Tôi thật sự không mua nổi, cô mang đi đi. Hàn tiểu thư, tần tiên sinh đã trả tiền rồi, cô chỉ cần chọn bộ đồ mình mặc hôm nay là được số còn lại tôi sẽ mang đến nhà của cô tần tiên sinh sao tần giữ thần tần giữ thần rốt cuộc anh đang bày trò gì vậy tĩnh như cậu nhanh thay bộ đồ bẩn kia đi nhanh nào ôi rinh quá đi tĩnh như bây giờ giống y hệt tiên nữ vậy thật sao hàn tĩnh như nhìn không ra đằng sau cô còn có kim chủ đấy cô chắc không phải đang làm tiểu tam được người ta bao nuôi đấy chứ Không sai. Là tôi bao nuôi cô ấy. Sao anh lại đến đây? Tôi có hợp đồng dược tinh cần bàn bạc, nên đến đây, hóa ra anh chính là người bao nuôi của cô ta. Được bao nuôi còn tỏ ra quang minh chính đại làm gì cơ chứ, thật là một chút liêm sỉ cũng không có, chồng nuôi vợ. Đây chẳng phải chuyện thường tình sao, không ngờ rằng, vậy mà kết hôn rồi á, sao chưa nghe bao giờ vậy? cô kết hôn rồi dựa vào năng lực và nhan sắc của vợ tôi đã đủ ăn đứt đám người đố kỵ các cô rồi nếu như để người ta biết được cô ấy có một ông chồng vừa ấm áp vừa lắm tiền chắc cô ấy sẽ bị người ta tính kế hơn nữa không chỉ đơn giản là bị đổ cà phê đúng không vợ yêu trời ơi cái gì mà lắm tiền nhiều của tần giữ thần mặt anh cũng dày quá rồi đấy anh tưởng mình là ai chứ các vị đây là chút tâm ý của tôi vợ tôi lần đầu đến đây nhất định sẽ có vài chỗ thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho Wow, thẻ mua sắm trị giá 50 vạn ư? Tính như, chồng cô làm nghề gì vậy? Hào phóng quá đi. Của tôi đâu? Cô không ức hiếp tính như nhà tôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Sao tôi dám nhờ cô giúp cô ấy chứ? Vị này. Chồng à, anh theo em ra đấy. Nói đi, rốt cuộc anh làm gì vậy? Anh nghĩ việc anh làm quá rõ ràng rồi chứ? Tặng quần áo, Đưa đi làm. Anh là đang xin lỗi em mà. Chuyện tối qua. Xin lỗi em. Anh muốn xin lỗi thì xin lỗi. Hà cớ gì tiêu nhiều tiền như thế. Em là đang quan tâm anh. Không có. Em là đang quan tâm tiền. Aya, à anh mau đi đi. Hay là chúng ta cùng đi đi. Chẳng phải em cũng tan làm rồi sao. Em có hẹn rồi. Anh đi đi. Có hẹn. Nam hay nữ đấy. Tính như. Tính như. Vị này là Tĩnh Như. Anh ta gọi em cũng thân thiết quá ha. Xin chào, tôi là Tống Lập Minh, là tiền bối của Tĩnh Như. Tôi ghét nhất là mấy người dựa vào danh tiền bối để làm những trò ám muội. Anh là ai? Tôi là ai? Em nói anh ta nghe anh là ai. Ờm, tiền bối, anh chờ một lát. Cầu xin anh, anh mau đi đi, em và tiền bối lâu lắm mới gặp nhau, em chỉ nói vài lời là đi ngay không đi đấy. Anh nói chuyện có lý chút đi. Anh nói không đi là không đi. Anh nói không đi là không đi. Ok, em đi. Tần giữ thần, anh điên rồi, anh làm gì đấy, anh mau bỏ em xuống. Tần giữ thần, đồ thần kinh. Xem ra em vẫn chưa hiểu rõ về hợp đồng của hai ta nhỉ. Trong thời gian chúng ta làm vợ chồng, em không được phép hẹn gặp người đàn ông khác. Nếu không sẽ tính là em vi phạm. Thời gian hôn nhân là một tháng. Anh lấy hợp đồng giao uy hiếp em. Tôi đã ký loại hợp đồng quỷ quái gì vậy? Anh tránh ra. Em muốn ra ngoài đúng không? Được. Đồ anh tặng. Em cởi rồi hẵng đi. Tính như. Em không sao chứ. Anh ta là ai vậy? Có cần anh báo cảnh sát không? Em biết mình cần phải làm gì mà. Tĩnh Như, em không sao chứ? Em đột nhiên có chuyện gấp, chúng ta lần sau gặp nhau nhé tiền bối. Hàn Tĩnh Như cũng thật là, kết hôn rồi cũng không nói cho người ta biết. Cô ấy kết hôn rồi? Cô ta không theo anh, em có thể theo anh mà, em biết. Ở phía trước có một quán cà phê khá ngon. Được thôi, nhưng uống cà phê làm gì? Uống rượu đi. Ăn sáng đã rồi đi, không muốn ăn. Sau này em không mặc đồ anh tặng vậy, không dám mặc. Bây giờ em chỉ trả lời anh bằng mấy chữ không đó à? Sao, bây giờ nói không cũng vi phạm hợp đồng của hai ta sao? Anh biết ngay là em sẽ lại như thế mà. Hi, Tần Tổng. Chẳng phải anh bảo tôi sáng sớm đến báo cáo công việc sao? Hôm nay là sinh nhật của phu nhân đấy. Chúng tôi đã chuẩn bị bít tết cô bê, rượu vang đỏ bốc đô, và một đầu bếp mới bay đến từ Pháp. Ngoài ra pháo hoa cũng sẵn sàng rồi. Đến lúc đó cả kinh thành này ai cũng nhìn thấy tâm ý của anh với phu nhân. Làm tiệc sinh nhật cho Hàn Tĩnh như sao? Ai bảo vậy? Ai bảo anh làm tiệc sinh nhật? Tần tổng, đây là việc anh bảo tôi chuẩn bị từ một tháng trước mà. Tôi thay quần áo đã. Tính như cô có hoa này, cảm ơn nhé. Học muội, sinh nhật vui vẻ. Nhiều năm rồi, lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật mình. Tống lập minh, anh ta gửi hoa cho cô sao? Ngưỡng mộ sao? Vậy để tôi bảo anh ấy tặng cô một bó. tống lập minh anh giỏi lắm đêm qua vừa lên giường với lão nương đây hôm nay lại tặng hoa cho hàn tĩnh như tặng hoa tặng hoa cái con khỉ a à, thành anh lên xem phu nhân có thật sự đang chăm chỉ làm việc không đi đợi chút sao vậy tần tổng anh để đồ ăn này lên bàn làm việc của phu nhân sáng nay cô ấy chưa ăn sáng đừng có nói là tôi bảo đưa nếu không cô ấy lại không ăn. Vâng, tôi biết rồi. Hoa của cô này, hoa cái con khỉ, hoa với chả hoe. Ai làm vậy? Thích uống trà sữa. Tần Tổng, Tần Tổng. Hình như phu nhân lại bị người ta ức hiếp rồi. Ai? Thầm hân gì? Lại là cô ta. Hôm nay tôi không bắt cô ta quỳ xuống là không được đây mà. Vâng, người phụ nữ này dẫm nát bét bó hoa phu nhân được tiền bối tặng. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Anh nói cái gì? Dẫm hoa của phu nhân, câu trước đó. Hoa tiền bối tặng trong thời gian làm việc, lại làm mấy trò tặng hoa vớ vẩn. Thật là làm mất hình ảnh của công ty, xem ra đã đến lúc nên bắt Hàn Tĩnh như học thuộc lòng quy định của công ty rồi. Xem cô ấy sau này có dám tùy tiện nhận hoa người khác không? Tôi rõ rồi, tôi bây giờ sẽ đi đưa cho phu nhân quy định của công ty. Bây giờ tôi đi ngay. Tôi đã bảo anh chuẩn bị hoa chưa? 999 bông hoa hồng, vận chuyển hàng không từ Bulgaria về đây. Đương nhiên là ăn đứt hoa tiền bối đó tặng rồi. Chúng ta đi dạo đi. Wow, xoái ca. Khí chất quá, vừa nhiều tiền lại thân tình. Tôi cũng muốn tìm người bạn trai như vậy. Đẹp trai quá đi. Tính như. Tính như. Tiền bối, hôm qua em bị người đàn ông đó đưa đi, anh rất lo đấy. Người đàn ông đó, thật sự là chồng em sao? À, ý anh là người phụ nữ ưu tú như em, sao lại cưới một người đàn ông thô lỗ như vậy? Thật ra tần giữ thần anh ấy rất tốt, có lúc rất dịu dàng. À, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta đi uống gì đó chúc mừng đi. À, em, không. Alo. Em đang ở đâu đấy, muộn rồi. Sao chưa về nhà thế, chẳng lẽ em lại đi với cái tên tiền bối mặt lưu manh đó. Em thật sự đang đi cùng anh ta sao? Đúng đấy, sao nào? Hàn tĩnh như. Em là đang chọc tức anh sao? Em không biết anh tức giận sẽ đáng sợ ra sao đâu. Anh cho em trong vòng 10 phút lập tức về nhà. Nếu không, nếu không thì sao? Anh lại muốn gia hạn thời gian à? Một tháng, hai tháng, hay nửa năm? Tùy anh, muốn gia hạn bao lâu thì gia hạn, cùng lắm thì phần đời còn lại tôi sống với anh. Đi thôi, uống rượu được dù có đào ba thước đất anh cũng phải tìm ra cô ấy đang ở đâu cho tôi cạn ly nào em uống chậm thôi uống như thế sẽ say mất anh mặc kệ em đi uống say thì càng tốt uống say rồi thì chẳng còn nhớ gì nữa cậu đang ở phòng nào vậy nếu như em không vui thì tối nay đừng quay về nữa đây chẳng phải là hàn tịnh như sao chờ một chút tôi cúp máy trước đã bác gái à con nhìn thấy chị hàn ở trong phòng karaoke con nhỏ này đúng là chẳng ra tích sự gì cả dám phán bội sau lưng dư thần chắc không phải đâu trước khi có viên ngọc châu dư thần nhà chúng ta con bé còn phải lòng mộc độc hay sao có những cô gái, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ. Bà Trần, thưa phu nhân, gọi thêm mấy người. Đi dạy dỗ nàng dâu không biết an phận đó đi. Dư thần à, vợ con xảy ra chuyện rồi. Dư thần, tại sao anh vẫn luôn hiểu lầm em chứ? Tịnh như, chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi, chúng ta đi thuê một phòng thôi mặc kệ em đi em phải hát tiếp đừng hát nữa hàn tịnh như anh đến đây làm gì chứ bây giờ em không muốn nhìn thấy anh đâu anh đi đi anh đến đây làm gì ư anh đến để cứu em đấy mở cửa đi tối nay các người muốn ăn gì muốn uống gì tôi sẽ thanh toán hết cảm ơn chủ tịch tần anh không biết xấu hổ sao tịnh như đã nói rồi cô ấy không muốn nhìn thấy anh mà mời anh hãy mau chóng rời khỏi đây tần dư thần sao anh lại đánh người ta chứ đàn anh anh không sao chứ em đưa anh đến bệnh viện Đừng cử động, mẹ anh đang nhìn đấy. Sao mẹ lại đến đây chứ? Chẳng lẽ nào, muốn tổ chức sinh nhật cho Tịnh Như sao? Đúng là chu đáo thật đấy. Tịnh Như, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cảm ơn mẹ đi. Con cảm ơn mẹ ạ. À. Chuyện gì thế này, không phải con nói Hàn Tịnh Như đang lén lút với ai sao? À, chuyện đó, những gì vừa nãy con nhìn thấy đều là sự thật, cô vừa nãy đã nhìn thấy, tại sao không đi vào cùng uống một ly chứ? Chi bằng bây giờ, vào đây ngồi uống với mọi người một ly nào. Không cần đâu. Sau này còn bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Đừng để người khác nắm thóp mình. Đi thôi, vương lạc tịch. Đừng có dở trò sau lưng tôi. Nếu không ngay cả bạn bè tôi cũng không bỏ qua đâu. Em cũng vậy. Chủ tịch Tân, anh tìm tôi có việc gì không? Hãy đi thông báo rằng tất cả những quán bar ở thành phố hay bất cứ quán karaoke nào cũng không thấy hình ảnh của tần phu nhân ở trong đó nếu không các người hãy chờ mà đóng cửa đi vâng tôi hiểu rồi tần dư thần anh làm cái gì vậy đau em đấy sao anh lại trang trí nhà như thế này chứ anh muốn tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật em sao Nhưng mà tiếc thay có một số người có phúc mà không biết hưởng. Đừng đổ đi mà. Đổ đi thì lãng phí lắm. Tại sao anh biết hôm nay là sinh nhật em chứ? Ngay cả đàn anh cũng biết, người làm chồng như anh lại không biết sao? Xin lỗi anh, Tần Dư Thần. Còn chưa tới 12 giờ nữa, chúng ta hãy cùng chúc mừng thôi. Nào, đến đây đi. miếng bít tết chín vừa này đúng là ngon quá đi mất anh đã sửa qua hợp đồng rồi anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như trước đây nữa đương nhiên em cũng phải tuân thủ quy tắc trong thời gian hai ta kết hôn em không thể qua lại với người đàn ông khác được vốn dĩ cũng chẳng có mối quan hệ nào cả vậy anh cũng phải đồng ý với em sau này không được nghi ngờ em nữa ừm được thôi ôi có người đang đốt pháo hoa kìa bên trên còn có cả chữ nữa không phải do anh chuẩn bị đấy chứ tần dư thần thật là anh cũng không đáng ghét lắm miệng của anh không sao chứ đàn anh ừm anh không sao còn em thì sao nếu em ở cùng với cậu ta không vui thì có thể ly hôn với cậu ta ngay lập tức mà em và anh ấy quả thực có xảy ra chút chuyện nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi ngựa quen đường cũ mà hôm qua cậu ta còn động chân động tay với anh có thể sau lưng em đã hành hung với người khác rồi em tin là anh ấy sẽ không làm vậy đâu ngược lại là anh đấy đàn anh à sau này anh đừng đến tìm riêng em nữa em sợ sẽ mang lại cho anh những rắc rối không cần thiết. em sợ mang lại rắc rối cho anh sao? nếu như sợ anh ta không vui. đàn anh bắt đầu họp rồi à? chủ tịch tần, xem ra phu nhân đã nói rất rõ ràng rồi, anh không cần phải lo nữa đâu. lo lắng ư? à, ai nói tôi đang lo lắng chứ? à, không phải anh nói hôm nay tiễn hai người đến đây sao? sắp xếp người đến thăm dò tình hình của hai người họ chẳng qua tôi chỉ đến để uống cà phê thôi chủ tịch vương công ty chúng ta tuyển người không sàng lọc lúc tuyển người không điều tra xuất thân bất cứ ai cũng có thể đến được ôi chao ôi chao chủ tịch tống ngà sao anh lại nói như vậy chứ nhân viên công ty chúng tôi đều tốt nghiệp từ những trường danh giá đấy vậy còn hàn tịnh như thì sao chủ tịch vương cứ nói đi loại người còn chưa tốt nghiệp như cô ta sao có thể vào làm ở công ty chúng ta được vậy anh thấy có người hỏi rồi đấy không chỉ chưa tốt nghiệp đại học sao tôi lại nghe nói cha của hàn tịnh như là kẻ giết người chứ có thật không vậy hàn tịnh như cô chính là con gái của kẻ sát nhân ư tôi đúng là con gái của kẻ sát nhân nhưng điều này có liên quan gì đến cuộc họp của chúng ta chứ anh tống à trước khi họp lại chất vấn tôi điều này sao hay là không hài lòng với phương án đề xuất của tôi quả thực tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm bởi vì không hài lòng với phương án của tôi nên mới công kích đời sống riêng tư của tôi đúng không hành động này của anh tống đúng là chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cô muốn nói tôi bị ổi sao tôi không hề nói như vậy đủ rồi đấy hàn tịnh như cô bớt cãi lại đi chủ tịch tống anh xem hay là chúng ta cứ tiếp tục cuộc họp đi không ngờ phu nhân lại lợi hại như vậy ban đầu khi cô ấy mạo hiểm tính mạng đến cứu tôi có lẽ tôi cũng đã ngờ được rằng cô ấy cũng không phải là một cô gái đơn giản mau đi thông báo tống lập và tập đoàn đại quân đã hợp tác với nhau phương án của tôi đại khái chính là như vậy anh tống còn có ý kiến nào không vừa hay chủ tịch triệu tôi sẽ báo cáo lên chủ tịch triệu tất cả những ý kiến của nghệ hưng chủ tịch triệu đừng gọi tôi là chủ tịch triệu nữa cậu có biết rằng chính vì cậu sỉ nhục nhân viên của dực tinh dẫn đến cấp trên của tập đoàn tần thị rất tức giận nên đã ngừng hợp tác với công ty chúng ta rồi chủ tịch triệu tôi sai rồi không phải tôi cố ý đâu xin ông hãy cho tôi một cơ hội nữa tôi sẽ nhanh chóng từ chức có được không từ chức sao không có dễ dàng vậy đâu hãy bồi thường toàn bộ tổn thất cho công ty chúng ta đi chủ tịch triệu ôi hãy mau chóng đưa anh tống ra ngoài đi tịnh như cô không cảm thấy kỳ lạ sao tống lập danh vừa mới ra chiêu với cô ngay sau đó đã bị chủ tịch sa thải rồi sao mà nhanh quá vậy ta cô nói xem liệu có phải chủ tịch gài người theo dõi không mỗi ngày đều đang giám sát chúng ta đấy cô nhìn xem người đó kìa có vẻ rất quen mặt cô đừng có suy nghĩ lung tung chứ chủ tịch vương hàn tịnh như này là con gái của kẻ giết người đấy nếu giữ cô ta ở lại công ty thì sẽ bị ảnh hưởng đấy tôi đề xuất ông hãy mau sa thải cô ta đi ôi chao tôi cũng chẳng biết ai đã tuyển cô ta vào đây sa thải cô ta nếu lại đắc tội cấp trên thì khó ăn nói lắm vậy nếu như cô ta tự phạm lỗi thì sao chứ thì có phải có thể sa thải hay không ý cô là phạm lỗi thế nào chủ tịch vương à Sợi dây chuyền này là phiên bản giới hạn của Dior. Sợi dây này thế giới không có cái thứ hai đâu. Mấy ngày nữa không phải công ty chúng ta có hội nghị sao? Đi mua chiếc dây chuyền đó. Dây chuyền ngọc thạch phiên bản giới hạn của Dior. Đối chiếu với chữ khắc trên đó. Tập đoàn Dược Tinh đã chọn nhà hàng Sydney. Cái này lộng lẫy quá. Em có thể mặc như vậy được không? Anh thấy có vẻ em ngại mấy thứ thế này. đẹp quá đi mất chắc là đắt lắm có phải không chỉ có hai trăm tệ thôi mà vậy thì em cũng không thể tùy tiện nhận đồ của anh được em là vợ của anh không thể để cổ mình lại trống trơn được nếu bị người khác xem thường thì sao vậy thì người mất mặt sẽ là em em không cần phải nghĩ quá nhiều đâu vậy sau hội nghị này em sẽ trả lại anh ừm kính thưa các vị thành tích nửa năm nay của chúng ta rất tốt hy vọng các vị có thể tiếp tục cố gắng nửa năm sau lại tỏa sáng hơn nữa cô ta lại muốn giở trò gì đây cũng hy vọng mọi người hôm nay chơi cho thật đã vui chơi nhiệt tình nào nào cạn ly cạn ly ôi trao dây chuyền của tôi đâu rồi dây chuyền của tôi không thấy đâu nữa rồi tâm đài cô hãy cố nhớ kỹ lại xem liệu có phải cô làm rơi nó ở đâu không tôi nhớ ra rồi Vừa nãy Hàn Tịnh như cố ý đụng chạm người tôi. Sau đó dây chuyền của tôi liền biến mất. Tôi Nhất định là cô ta trộm vòng cổ của tôi. Sau đó giấu nó trong cái túi này. Cô mau trả nó lại cho tôi đi. Cô có vấn đề sao? Cô hay lắm Hàn Tịnh như, cô cũng nhanh tay lắm đấy, cô còn dám đeo nó lên sao? không phải đâu cô có nhầm không đấy cái này là do chồng mua cho tôi đấy chỉ có mấy trăm tệ thôi cô có nhầm lẫn gì không vậy đây là chồng tôi mua tặng tôi mà có mấy trăm tệ thôi đấy chắc chắn là dây chuyền của tôi trộm đồ người khác cô còn dám chối đúng là con gái của kẻ giết người chẳng phải loại người tốt đẹp gì chắc cô thường xuyên trộm vặt kiểu như này nói mới nhớ hai hôm trước tôi bỗng mất lọ nước hoa tôi cũng vậy tôi cũng vậy cây son của tôi cũng không thấy đâu không biết có phải do cô ta ăn trộm không cây son của cô không phải là cô dùng hết rồi vứt nó đi sao còn nữa cây son đó vốn dĩ của người khác mà cô mượn dùng không biết đường trả cho người ta còn tính ở đây vu khống cho ai cô bỏ đi lạc kỳ tôi mặc kệ các người nghĩ gì nhưng sợi dây chuyền này chính xác là của chồng tôi tặng cho tôi các cô chắc chắn nhận nhầm rồi cô nói đó là sợi dây chuyền chồng cô tặng cho cô nhưng cả châu á này chỉ có một cái vương tổng anh phải làm chủ cho tôi tiểu nguyệt tiểu mỹ hai cô đi lấy lại sợi dây chuyền giúp hân di các cô muốn làm gì vậy trả lại nó cho tôi muốn tôi trả lại cho cô cũng được với điều kiện quỳ xuống dập đầu ba cái mơ đi tôi không đời này làm thế với loại xúc sinh như cô đâu hàn tĩnh như cô nên nhớ ở đây cô là kẻ dơ bẩn nhất con gái của kẻ giết người xếp vương mặc dù tôi đã tìm thấy sợi dây chuyền của mình nhưng không nên chứa chấp loại người như cô ta vì sự an toàn của tất cả mọi người tôi đề nghị anh nên sa thải cô ta thì hơn đúng vậy xếp vương hôm nay cô ta dám ăn trộm khéo khi ngày mai còn dám bỏ thuốc độc giết chúng ta đấy các cô đừng có nói láo tịnh như không phải loại người đó nên đuổi việc cô ta đúng đuổi đi thì hơn ừm mọi người nói cũng rất có lý người có tật xấu như cô bắt buộc phải đuổi vị yược để tôi xem ai dám để tôi xem ai dám đây là sợi dây chuyền tôi tặng cho cô ấy anh là chồng của cô ta đương nhiên sẽ bao che cho cô ta nếu như có thể chứng minh sợi dây chuyền này là của vợ tôi vậy người đáng bị đuổi việc là người vu khống cô ấy mới phải anh thấy đúng chứ xếp vương ờ chuyện này được vậy anh chứng minh đi lẽ nào anh tính gọi nó thì nó sẽ trả lời anh à vòng cổ kim cương phiên bản giới hạn toàn cầu của Tyranny. Toàn châu Á chỉ có một cái, và phía sau của sợi dây chuyền, có khắc tên chủ nhân của nó. SJA đúng là chữ cái viết tắt của Hàn Tịnh Như. Mọi người xem này, Tyranny vừa đưa ra thông báo chính thức. Nói sợi dây chuyền có khắc SJA mới là hàng thật, còn lại đều là hàng giả. Mọi người nên cẩn thận nha, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Đó không phải là sợi dây chuyền của tôi, nó chắc chắn vẫn đang nằm trong túi của Hàn Tịnh Như. Này! Sao trong túi của Hàn Tịnh như vẫn còn một chiếc vậy? Không phải đã thông báo toàn châu Á chỉ có một cái thôi hay sao? Cái này của cô chắc là phiên bản giới hạn, trôi nổi trên thị trường rồi. Cái này không quan trọng. Quan trọng là, Hàn Tịnh như đã ăn trộm đồ của tôi. Hàn Tịnh như cô tham lam thật đấy. Có một chiếc rồi, lại còn muốn có cả cái của tôi. Tôi hiểu rồi. Hóa ra tất cả đều là cái bẫy của cô, tôi xem như đã hiểu rồi hóa ra tất cả đều là cái bẫy của cô trời ơi cái gì mà bẫy với cả không bẫy tiểu hàn này sợi dây chuyền của hân di rơi ra từ trong túi của cô đây là một sự thật nể tình chúng ta là đồng nghiệp của nhau nên tôi sẽ không báo cảnh sát nữa ngày mai cô về công ty thu dọn đồ đạc rồi không phải đi làm nữa đâu không cần đợi đến mai nữa đâu nếu như sếp của dực tinh đã không biết phân biệt đúng sai tôi cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa đi thôi từ đã Chia sẻ video camera cho tất cả mọi người. Tôi biết ngay là Kham Hân Di. Cố tình để sợi dây chuyền vào túi của tịnh như mà. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng nhìn nữa. Kham Hân Di tôi không thù không oán với cô. Sao cô lại cứ hết lần này đến lần khác hãm hại tôi vậy? Cô còn dám hỏi tôi tại sao? Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng mọi mặt tôi đều giỏi hơn cô. Vậy mà từ đầu đến cuối mọi người chỉ thích mình cô lúc còn đi học đã vậy, bây giờ đi làm cũng thế, rốt cuộc tại sao chứ, cô hỏi chính bản thân mình thì đúng hơn, được rồi, xếp vương. Nếu như mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chúng tôi xin phép đi trước, tôi phải đưa vợ mình ra ngoài cho khuây khỏa, dù sao thì không phải ai ra đường. Cũng đen đuổi gặp phải loại chó hoang như cô ta, anh. Xếp vương, anh xem anh ta nói vậy với tôi. Ơ kìa trợ lý lưu, sao anh lại đến đây vậy? Đương nhiên là đến để dọn dẹp chuyện lúc nãy rồi. Kham Hân Di, cô tung tin, gài bẫy đồng nghiệp, gây rắc rối, tôi tuyên bố đuổi việc cô. Cái gì, chuyện này là... Xếp vương, Kham Hân Di trong chuyện này cô hơi quá đáng rồi đấy. Cô thật là, cả anh nữa, vương đạt. Bao che và dung túng tội ác cho người khác, không làm tròn trách nhiệm của một cấp trên, cũng sẽ bị đưa ra xử lý. Tần Dữ thần. Thật ra chuyện em được vào làm ở rực tinh, đều là do anh giúp em đúng không? Không liên quan đến anh, chỉ là anh giới thiệu cho người phụ trách của bên đó mà thôi. Chủ yếu là người ta đều thấy rất hài lòng khi xem sở yếu lý lịch của em. Và bản thiết kế, anh còn tính dấu em à? Có điều em vẫn phải cảm ơn anh. Không chỉ là chuyện của dực tinh, mà còn là chuyện hôm nay nữa. Anh kể cho em nghe một câu chuyện. Sếp tần, cậu là ai vậy? Muốn mua chuộc tôi với giá một trăm nghìn tệ, cậu là thiên thần ông trời cử đến cho mình đúng không? Trên đời này làm gì có thiên thần, không dễ thế đâu. Có mà, mười giờ tối nay ở kho hàng ven biển là cậu đó. Nếu như tôi không nhìn thấy một trăm nghìn tệ đó, thì cứ chờ nhặt xác con trai anh đi. Hàn Tịnh Như, mày muốn chết à? Hàn Tịnh Như, mày muốn chết à? Chạy đi! còn cậu thì sao mặc kệ tớ cậu chạy trước đi mau lên hàn tịnh như cậu mau chạy đi mau buông ra hàn tịnh như chạy mau đi đứng lại hàn tịnh như mau buông tay ra buông ra mày buông ra cho tao sau đó sau đó khi cậu nhóc dẫn theo người lớn quay lại chỗ đó đã không còn thấy bọn bắt cóc và cô bé đó chỉ thấy trên sàn có một vũng máu lớn bọn họ đều nói cô bé đó có lẽ đã chết nhưng cậu nhóc đó không tin và thề rằng cả đời này nhất định phải tìm được đối phương bảo vệ cho cô bé rồi sau đó thì sao cậu nhóc tìm thấy cô bé đó chưa tìm thấy rồi vậy thì tốt nhưng mà tại sao anh lại kể chuyện này cho em nghe có liên quan gì đến chúng ta hay sao em hoàn toàn không nhớ gì hết sao có khi nào anh ấy muốn dùng cách này bóng gió mình phải báo đáp anh ấy không nhớ chứ em sẽ mãi mãi không quên hôm nay anh đã giúp em alo toang rồi toang rồi hàn tịnh như cậu nhầm rồi cái gì người kết hôn với cậu vốn không phải là người mình giới thiệu cho cậu anh ta là kẻ lừa đảo đó người kết hôn với cậu vốn không phải là người mình giới thiệu với cậu anh ta là kẻ lừa đảo đó dữ thần em hỏi anh một chuyện nếu như anh phát hiện đã nhầm lẫn một chuyện nào đó vậy anh sẽ lập tức sửa chữa nó hay là cứ để sai như vậy anh chắc chắn sẽ dừng lại anh là một người làm ăn mà có chuyện gì à không có gì em đi thay đồ đây hàn tịnh như mày đang làm gì vậy không phải mày rất muốn rời khỏi anh ấy hay sao tại sao khi có cơ hội mày lại muốn từ bỏ nó tần giữ thần sao dạo này anh ấy hay đến công ty của mình vậy còn lên tầng cao nhất đó chẳng phải là phòng làm việc của tổng tài sao phòng làm việc của tổng tài tân tổng cà phê của anh tân tổng hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lưu tổng hợp tác vui vẻ thật sự là đến bàn làm ăn thật này cô là ai vậy sao dám rình dập phòng làm việc của tổng tài Cô là ai vậy? Sao dám rình dập phòng làm việc của tổng tài? Tính Như, sao em lại đến đây? Em, là... Ở đây không có chuyện gì nữa. Tân Tổng, ở đây có tài liệu cần anh ký tên. À, Lưu Tổng. Không ngờ hợp đồng dược tinh lại soạn nhanh như vậy. Đây không phải hợp đồng dược tinh. Tân Tổng, nếu mắt anh không thoải mái. Có cần tôi gọi bác sĩ cá nhân không? được rồi được rồi được rồi cô mau đi đi cô không thấy tôi đang có khách sao dạ vâng tần tổng vị này là lưu tổng tôi xin phép giới thiệu đây là vợ của tôi hàn tĩnh như lưu tổng anh vừa nói tốt em với lưu tổng để em đi giới thiệu dực tinh đấy à hóa ra là như vậy lưu tổng xin chào hàn tĩnh như phải không tôi nghe cấp dưới nói cô làm việc rất tốt tiếp tục nỗ lực nhé tiếp tục nỗ lực nhé vâng nhất định rồi cảm ơn lưu tổng cảm ơn lưu tổng được rồi hợp đồng đã ký kết xong em mau về làm việc đi anh đi trước đây đi đường cẩn thận bác tài mau đuổi theo chiếc xe phía trước phu nhân đi theo tôi thông báo cho nhà máy rằng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ sau đó nên làm gì thì anh biết rồi đấy nhà máy vũ hằng thì ra đây là công ty của anh ấy quy mô cũng không lớn lắm nhỉ đời đời kiếp kiếp con dâu của tần gia chúng tôi. Nếu không phải thiên kim hào môn, thì cũng là tiểu thư khuê cắt. Xem ra bác gái không thích mình rồi. Còn tưởng nhà anh ấy giàu lắm chứ. Không phải nhà hào môn cũng tốt. Nếu không sao mình xứng với anh ấy chứ. Hàn tĩnh như, đây đâu phải cuộc hôn nhân thật đâu. Mày nghĩ cái gì vậy? Cô lén lén lút lút làm gì ở đây vậy? Tôi không làm gì cả còn muốn chạy có phải trộm cắp gì không đấy tôi chỉ xem ở đây có ai đẹp trai không thôi mà còn muốn chạy có phải trộm cắp gì không đấy tôi chỉ xem ở đây có ai đẹp trai không thôi mà bỏ cô ấy ra đây là phu nhân ôi xin lỗi tôi không biết đây là phu nhân không sao đi làm đi hàn tĩnh như hôm nay em cứ đi theo anh làm gì Sao, gả cho một người đàn ông? Chẳng lẽ không được quyền biết anh đang làm gì sao? Bây giờ em biết rồi đấy, hài lòng chưa? Cũng được. Em nói cũng được rồi, em đi đây. Tống Lập Minh. Hàn tĩnh như, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tống Lập Minh, anh đến đây làm gì? Tôi đang muốn hỏi cô đây. Rốt cuộc cô có quan hệ gì với tập đoàn Tần Thị? Chỉ một con đàn bà nhỏ bé như cô, mà quen biết cũng rộng đấy. Khiến Tần Thị vì cô mà đi nghe ngóng khắp nơi khiến các công ty doanh nghiệp lớn không tuyển dụng tôi, hại tôi phải đến cái nhà máy quèn này phỏng vấn, tôn trọng người ta đi. Cái gì mà nhà máy quèn chứ? Nếu như anh coi thường thì mau ra ngoài. Cái gì mà nhà máy quèn chứ? Nếu như anh coi thường thì mau ra ngoài. Giám đốc, tôi thật sự không có ý đó, tôi rất mong muốn có cơ hội làm việc ở đây. Xin hãy cho tôi cơ hội. Ông chủ, anh thấy thế nào? Ông chủ. Hàn Tính Như Tôi còn tưởng cô cưới một người đàn ông ông tài giỏi thế nào cơ chứ. Hóa ra cũng chỉ có vậy. Đúng vậy, chồng tôi, chỉ làm ăn nhỏ thôi. Không đáng nhắc đến. Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang hạ nước cầu xin chồng tôi. Cho anh được làm việc sao? Mồm miệng cũng được lắm. Tống Lập Minh, ở địa bàn của tôi mà dám đánh người của tôi sao? Tôi thấy anh chán sống rồi đấy. Tiểu Lý, tiễn khách. Ê ê, các người chưa xong với tôi đâu đưa đi sao mình lại để tâm đến việc tần giữ thần bị nhục mạ đến vậy chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi em vừa gọi anh là gì thế cái gì em gọi lại lần nữa cho anh nghe đi em chỉ là giúp anh dẹp cái cục tức thôi em đi đây anh về rồi à đứng ngơ ra đó làm gì mau đi rửa tay đi chứ chuẩn bị ăn cơm rồi anh rửa tay đi em đi mở cửa cô lại đến đây làm gì liên quan gì đến cô chứ anh giữ thần chuyện lần trước là do em sai hôm nay em đặc biệt nấu món móng giỏ hầm mà anh yêu thích còn nữa tuần sau là sinh nhật em anh có thể đến tham gia không người cô nên xin lỗi không phải là tôi mà là hàn tĩnh như chị tĩnh như chị tha thứ cho em có được không diễn xuất thế này mà không đi làm diễn viên thì quả là phí được thôi cô về cho không tiễn khách cô về cho không tiễn khách anh giữ thần nếu hôm nay anh mà không nhận tấm thiệp mời này thì em không đi đâu chúng tôi đương nhiên đi rồi chồng ơi anh nói xem chúng ta nên tặng gì cho lạc tịch mới được đây đương nhiên là tùy em rồi em cười gì vậy chẳng lẽ em ghen sao đâu có đâu chẳng qua em thấy anh ghét cô ta nên mới giúp anh đuổi đi thôi ê anh không ăn à không muốn ăn nếu trước đây thấy ghét một người mà giờ lại hết ghét là như thế nào mắt cận rồi đồ thần kinh lại nào nếu như thấy người đàn ông đi với người phụ nữ khác mà bản thân mình cảm thấy khó chịu là như thế nào tính chiếm hữu rất rõ ràng đó là tình yêu tình yêu mình thật sự thích anh ấy rồi sao vậy anh ấy thì sao mình thật sự thích anh ấy rồi sao Vậy anh ấy thì sao? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Còn cơ hội để khiến anh ấy yêu mình không? Thời gian gấp gáp. Chỉ đành vậy thôi. Mình phải vi phạm hợp đồng. Kéo dài thời gian. Điều 79. Nhiều điều khoản vậy sao? Tần giữ thần không hổ danh là dân làm ăn. Nếu như mình vi phạm mỗi điều khoản một lần, vậy mình có thêm 79 tháng rồi. Như vậy là đủ rồi. Xem nào, nên bắt đầu từ điều khoản nào đây? Nhắn tin phải lập tức trả lời. Chiếc này, màu trắng, rất có khí chất. Còn chiếc này, về nhà ăn cơm đi. chồng nhắn tin mà không trả lời sao cãi nhau à chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu hàn tĩnh như cậu mau đi thử đi cậu mau đi thử đi mà được mình đi thử đây chuyện gì thế tân tổng tôi điều tra rồi hôm nay phu nhân không ở lại tăng ca cô ấy không tăng ca vậy cô ấy đi đâu được em về rồi đây sao cô không trả lời tin nhắn của tôi anh gửi tin cho tôi à cô không trả lời tin nhắn của tôi tối lại về muộn thế này tôi phải trừng phạt cô hôn nhân của chúng ta kéo dài thêm hai tháng được thôi vậy anh có cần lấy sổ ra ghi lại không tôi sợ qua hai tháng anh lại quên mất anh làm gì thế có đau không đừng giả bộ nữa đây chẳng phải là kết quả cô muốn nhìn thấy sao xin lỗi giờ đẩy anh ra là để ở bên anh mãi mãi alo tan ca rồi à cùng tôi đi gặp mấy người bạn thật ngại quá vừa khéo hôm nay tôi cũng hẹn hai người bạn lần sau anh nói sớm hơn đi nhé thêm một tháng một tháng nhẹ nhàng đến tay ngon chứ đây là bạn mà cô muốn gặp sao thế chó không phải bạn sao bỏ đi không giải thích với anh nữa lại muốn kéo dài thời gian đúng không được vậy thì kéo dài đi à tôi sợ anh quên mất để tự tôi ghi cùng chó của tôi giờ đến giải thích cô cũng chẳng muốn nữa đúng không giải thích có ích không được rất được sếp tần sếp tần uống rượu giải sầu sẽ say đấy đừng phí lời nữa anh uống không anh có phải anh em của tôi không tôi trừ lương anh nhé ấy tôi uống tôi uống còn không được sao hôm nay mọi người gọi thỏa thích tôi thanh toán lạc tịch tốt thật đấy vẫn là miệng cậu ngọt đi chúng ta qua kia ngồi sếp tần có muốn nhân cơ hội này thăm dò phu nhân xem cô ấy có thật sự không quan tâm anh không không hay lắm tần giữ thần Anh giữ thần, sao anh biết em ở đây? Anh giữ thần, vậy anh dạy em chơi xúc xắc đi được không? Lại là cô ta. Người ta thường nói, đàn ông bẩm sinh đã có tật xấu. Phụ nữ càng nghe lời, anh ta càng thấy cô ấy nhảm chán. Xếp lưu, trùng hợp quá. Cô, cô Hàn à? Anh giữ thần, uống thêm một ngụm đi. Ấy, sếp Lưu, hình như tôi bị thứ gì đó đâm ở chỗ này. Anh có thể xem giúp tôi chút không? Tôi Không ổn lắm đâu. Sếp Lưu, anh xem giúp tôi chút đi. Anh cứ giúp. Sếp Lưu, hình như tôi bị thứ gì đó đâm ở chỗ này. Anh có thể xem giúp tôi chút không? Tôi không ổn lắm đâu. Sếp Lưu, anh xem giúp tôi chút đi. Anh cứ giúp. Cô làm gì thế? Anh giữ thần. Anh giữ thần, anh đi đâu thế? Chúng ta tiếp tục chơi đi. Cô đúng là không ngừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Đi. Ngày mai, Nộp đơn xin thôi việc của anh cho tôi. Á, à, này, tôi bị ép mà. Cô lại dám đi uống rượu với người đàn ông khác, công khai làm trái hiệp nghị. Chẳng phải anh cũng dây dưa không rõ với người phụ nữ khác sao? Là anh vi phạm hiệp nghị trước, anh cũng phải bị trừng phạt. Trừng phạt? Cô muốn trừng phạt thế nào? Phạt tiền hay là kết thúc hôn nhân sớm? phạt tiền là được rồi cho nên cô vốn không phải đến vì tôi mà là vì tiền đúng không nếu đã vi phạm ước định có thể dùng tiền giải quyết vậy thì dễ xử rồi tôi chẳng thiếu gì tiền tần giữ thần anh muốn làm gì anh mau ra ngoài đi tôi muốn tắm Xem ra kế hoạch của mình rất thuận lợi. Thẻ ngân hàng nhận được 100 vạn. Bồi thường cho cô. Sao? Không đủ à? Cảm ơn ông chủ. alo tĩnh như anh em xảy ra chuyện rồi được em đến ngay đây em nghe em nói gì kia em nói gì kia chẳng phải em cũng chỉ vì trả nợ cho anh à chị dâu sát thế tĩnh như cuối cùng em cũng về rồi mau 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 ngồi xuống chị nói anh em xảy ra chuyện rồi là đã xảy ra chuyện gì thực ra không phải chuyện của anh em mà là chuyện của em chuyện của em ôi chao người đẹp Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Ôi chao, người đẹp. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Ông chủ chu, anh nhến rồi. Mau mau mau, mau ngồi đi. Ngồi bên cạnh tĩnh như đi. Chị dâu, lại làm cái gì thế? Tĩnh nhu, em xem kìa. Sao lại cậu thả thế chứ? Ngay cả gả cũng gả sai người. Người đó có tiền không? Không có. Anh xem xem, em đã nói gì nào? Tĩnh Nhu nhà chúng ta, bị người ta lừa kết hôn rồi. Tĩnh Nhu, hôm nay em nhất định phải nghe chị dâu khuyên một câu. Không được ngốc như thế nữa. Ông chủ chu nói rồi. Không chê em từng kết hôn. Chỉ cần em chịu ở bên anh ấy, thì sẽ cho chúng ta. Con số này. Ly hôn rồi lại kết hôn. Là 300 vạn đến tay. Đây là chuyện tốt lớn đấy. Chuyện tốt thế, thì chị đi mà gả. Ấy, ơ kìa, tĩnh Nhu, tĩnh Nhu. Anh chị cũng chỉ muốn tốt cho em người đó xem mắt nhầm anh ta cũng không nói ra chắc chắn còn có mưu đồ gì khác đúng anh cũng chỉ sợ em bị bắt nạt thôi đúng đấy tĩnh nhu cùng lắm chị dâu chia cho em một chút tiền anh anh muốn em gả đi em cũng gả rồi anh muốn em trả nợ thay anh em cũng trả rồi em làm cho anh nhiều như thế chẳng phải là vì muốn anh trở lại làm anh trai tốt luôn luôn bảo vệ em như trước kia sao? Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì cho em? Trong thẻ này có 10 vạn tệ. Là tiền em đi làm tích lũy mấy năm nay. Anh cầm lấy dùng đi. Bắt đầu từ hôm nay. Hàn tĩnh như em. Không còn anh trai nữa. Vô ích chơi. Giờ anh cô lại ra ngoài vay thêm 300 vạn rồi hắn đã thế chấp cô cho tôi rồi giờ anh cô lại ra ngoài vay thêm ba trăm vạn rồi hắn đã thế chấp cô cho tôi rồi anh anh ta nói thật sao có phải các người nên đi rồi không dạ vâng ông chủ chu tĩnh nhu em ở đây hầu hạ ông chủ chu cho tốt đi ôi trời đi anh, tính ngu, ngoan nào. Ông chủ chu đúng không? Tôi thực sự thấy kỳ lạ. Trên đời này nhiều phụ nữ thế, sao anh cứ nhất định phải bám giết lấy tôi làm gì? Tôi cho rằng tôi thật sự cố chấp thế à? Là do tôi muốn gửi tiếng cô rên rỉ dưới thân tôi. Cho thằng đó. Để hắn cũng nếm thử. Mùi vị bị cướp mất vợ. Cô Hàn là người xếp tần chúng tôi muốn tìm. Khôn phải loại nhà giàu mới nổi như anh có thể vấy bẩn cầm tiền cút ngay tới đây nào chúng ta bắt đầu đi em là ai em là thiên sứ thượng đế phái đến sao mình nhớ ra rồi cô bé cứu tần giữ thần chính là mình mà người bắt cóc kia chính là bố của mình vận mệnh đúng là luôn thích đùa cợt với mình mình và tần giữ thần không còn khả năng nữa rồi người đẹp chúng ta bắt đầu nào người đẹp chúng ta bắt đầu nào tới đi đánh tôi đi đến đây nào người đẹp ha ha tới đi cô đánh tôi thật mạnh vào đừng thương tiếc tôi đánh đi đánh tôi mạnh vào như này à dùng sức dùng sức thêm đi dùng sức thêm nữa đi thoải mái quá đi tiếp tục đừng dừng lại không được rồi ông chủ chu tôi không đánh nổi nữa lần sau chúng ta tiếp tục đi cô mệt rồi à nhưng tôi thì chưa mệt giờ thì ông chủ chu anh đừng kích động hừ đến lượt tôi rồi ai cho động vào cô ấy ai cho mày động vào cô ấy thằng nhóc tới đúng lúc lắm hôm nay ở trước mặt mày tao sẽ ngủ với vợ của mày mày sẽ không cho rằng tay của tao cũng chỉ biết ký hợp đồng thôi đó chứ tao giết mày thằng nhóc có giỏi thì một đấu một đi chỉ bằng mày mà cũng dám nói điều kiện với tao sao dẫn người đi cho tôi lấy hết cả gân tay gân chân nữa ném ra cô đảo cho tự sinh tự diệt buông tao ra buông tao ra buông tao ra còn đôi vợ chồng kia xử lý cả luôn đi cho một kết cục để bọn họ cùng bỏ mạng hết sau này đừng tới làm phiền tôi nữa hiểu chứ làm em sợ rồi hả cho nên anh không phải đối tượng xem mắt của em hả anh cũng không phải nhà giàu mới nổi chỉ kiếm được một chút tiền thôi sao anh không xem mắt nhầm người mà tất cả đều là một kế hoạch của anh sao đúng không xin lỗi em vì sao anh lại muốn làm như vậy vì sao lại muốn kết hôn với em chứ em còn nhớ rõ về câu chuyện cũ lúc trước anh đã nói cho em nghe chứ anh chính là cậu bé béo trong câu chuyện ấy còn em thì chính là cô bé đã cứu anh trước đây em bảo vệ anh bây giờ đến lượt anh bảo vệ em rồi không không phải anh nhận nhầm người rồi em vốn không nhớ rõ gì về chuyện này em đang trốn tránh hàn tĩnh như chạy mau vậy còn ba đừng động vào ta mau chạy đi tần dư thần anh thật sự nhận nhầm người rồi hơn nữa em cũng nhận nhầm người tất cả đều chỉ là hiểu nhầm chúng ta cũng đừng tiếp tục hiểu nhầm nữa chúng ta ly hôn đi cái gì em muốn trước tiên nên kết thúc cuộc hôn nhân vốn dĩ nên kết thúc này không có gì chứ mơ đi anh nói cho em biết ngay cả khi hợp đồng đã đến hạn em cũng đừng mơ có thể trốn thoát khỏi anh a thành tịch thu điện thoại của cô ấy từ hôm nay trở đi không cho cô ấy được ra khỏi phòng nửa bước nếu không tôi sẽ bắt cậu lại hỏi vâng tần dư thần anh chờ một chút phu nhân đắc tội rồi mình không thể ngồi im chờ chết như vậy tầng ba mươi lăm a à, cho dù tính thì cũng chỉ có thể như vậy tần dư thần em nói rồi anh không quản được em đâu không hay rồi tần tổng điện báo ở trong nhà của ngài nói là đang cháy ạ à? cái gì hàn tĩnh như vẫn còn ở trong nhà đó chỉ là khi bọn họ mở cửa đi vào thì trong nhà lại vốn không có cháy là do phu nhân lấy hương đốt lên và có khói ở trước chỗ cảnh báo nên mới có chuyện như vậy phu nhân cô ấy chạy rồi được lắm hàn tĩnh như bắt đầu truy tìm toàn thành phố cho tôi cho dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra cô ấy cho bằng được vâng nơi này vừa cũ lại vừa nát không biết cậu có thể ở lại được không Nhạc Kỳ, cảm ơn vì đã cho tớ ở lại. Tớ thật sự không biết tìm ai giúp nữa. Không phải quan hệ của cậu và chồng khá tốt hay sao? Sao đột nhiên lại rời khỏi nhà chứ? Chiến tranh lạnh hay là anh ta bạo hành cậu vậy? Ôi lát nữa tớ sẽ kể rõ hết cho cậu nghe sau. Nhưng tại sao cậu lại đột nhiên từ chức để chạy tới quán ba làm việc vậy? Quán ba do bạn tớ mở, tớ đi giúp anh ấy. Ngược lại cũng thoải mái. 2921. Tiền thuê nhà cô định bao giờ trả đây? cũng đã khất cả nửa tháng rồi, tại sao ở nơi này lại có thêm một người nữa vậy? 2921 không phải cô bảo cô ở một mình hay sao? Trên hợp đồng đã viết rõ rồi mà, không thể ở nhiều người được, cô đã vi phạm hợp đồng rồi đó. Gì à bạn cháu chỉ ở tạm mấy ngày, không buồn lâu đâu à, hôm nay ở tạm mấy ngày, ngày mai ở tạm mấy ngày, thêm vào nữa thì chẳng phải là ở dài ngày rồi đó à. Tóm lại, cô ấy ở cô không ở, cô ở, thì cô ấy không ở, hoặc là, hai người cùng cút đi cho tôi. hai người cùng cút đi cho tôi mau. ôi gì à gì đừng nóng giận. nhạc kỳ, nếu không hay là cậu cho tớ mượn chút tiền, tớ ra ngoài thuê khách sạn. không được, ở khách sạn không phải là bại lộ hành tung rồi sao? gì à không phải gì muốn thêm tiền sao? nhiều ít gì cháu cũng chuyển tiền thuê nhà cho gì. tháng này sao, tiền thuê nhà sẽ tăng. cô lại có thêm một người. như này đi, mỗi lần chuyển cho tôi mười lăm triệu. mười lăm triệu. Sao gì không đi ăn cướp luôn đi? Chê đắt à? Đắt thì cô cũng đừng thuê nữa. Gì? Không sao đâu nhạc kỳ. Tớ đi là được rồi. Đi cái gì chứ? 15 triệu thì 15 triệu. Chuyển khoản Alipay nhé, 15 triệu. Được rồi, lần sau nhớ đóng tiền thuê nhà đúng hạn. Còn nữa, lúc làm chuyện đó, cô chú ý chút. Hàng xóm cũng đã, khiếu nại rồi đó, tuy tôi đã đồng ý với cô. Rằng cho thêm người vào ở, nhưng tôi không đồng ý. Cho người chị em này của cô giống như cô đâu, tống hết khách đưa vào trong phòng. Dơ muốn chết. Này, tôi là ca sĩ ở quán bar, không phải là gái bán hoa, bà chê chúng tôi dơ. Có bản lĩnh thì đừng nhận những đồng tiền dơ đó nữa. Hừ. Người kiểu gì vậy chứ? Nhạc Kỳ. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ nghĩ cách để từ từ trả tiền cho cậu, cậu cứ yên tâm ở lại chỗ này đi. Sau này cậu có tính toán gì không? Siêu thị đang tuyển nhân viên. Tiền lương một tháng được 16 triệu rưỡi. Cậu gầy như vậy, có thể khiêng được hàng hóa không? Nếu không cậu đi tới quán bar với tớ đi, tớ và bạn trai tớ sẽ lên tiếng giúp cậu. Ôi ôi! Cậu có thể cho tớ chỗ ở. Tớ đã cảm kích lắm rồi. Chuyện công việc, để tớ tự giải quyết đi. Được rồi, bảo bối đáng thương của tớ. Tần Tổng Tìm được phu nhân rồi Ông chủ, ông xem cái vòng cổ này trị giá bao nhiêu tiền Cái này không phải là cô trộm được đó chứ À không phải, cái này là chồng tôi Bạn trai cũ tặng cho tôi Cái này, chỉ khoảng 24 triệu Được chứ Nhà kỳ sống cũng không dễ dàng gì cần phải mau chóng trả số tiền còn đang nợ cậu ấy được hai mươi bốn triệu thì hai mươi bốn triệu cô chờ một lát xem chút đi bóng dáng này tiền trong thẻ hẳn là cũng đủ để cô ấy sinh hoạt một thời gian cũng sẽ không nghèo đến vậy tần tổng tần tổng chúng ta vào thôi vì ông chủ này chúng tôi thật sự không ngờ cô ấy là ăn trộm cô ấy nói món này là do bạn trai cũ tặng cho mình cô ấy nói là do bạn trai cũ tặng sao đúng vậy anh xem cái loại người há mồm là nói dối này tôi đã sớm nhận ra rồi cô gái này không phải người tốt may là tôi chỉ cho cô ấy hai mươi bốn triệu món đồ trị giá trăm triệu thế này mà ông lại chỉ cho cô ấy hai mươi bốn triệu tôi làm buôn bán mà tôi thấy sau này ông cũng không nên làm buôn bán nữa đâu tôi tần tổng tìm được phu nhân rồi vậy mà em lại dám bán đồ mà anh tặng đi được đến siêu thị đó đi chính vợ của anh bỏ nhà ra ngoài lại lấy tôi ra chút giận hả xin chào quý khách ôi đây không phải là phu nhân nhà giàu hàn tĩnh như sao sao lại làm việc ở đây anh dư thần cũng bỏ cô được sao nếu cô vương tới đây để mua sắm thì tôi rất hoan nghênh còn nếu cô tới để điều tra cuộc sống sinh hoạt cá nhân của tôi thì xin mời đi cho tôi không tiễn. Ôi ôi tớ cũng tới rồi, ít nhiều gì cũng phải chăm sóc cô chút chứ đúng không? Lấy túi khăn giấy. Một túi khăn giấy. Ôi trời, tôi trượt tay. Chị tính như chị xem xem hôm nay tôi lại mặc váy. Cũng không tiện, có thể phiền chị, nhặt giúp tôi chút được không? a à. mọi người mau đến xem cô gái này cô ấy không chỉ sống nghèo nàn mà ba cô ấy còn là tội phạm giết người sao cô lại biết về ba tôi cô điều tra tôi sao vậy có phải tần dư thần cũng biết hay không tôi có thể điều tra được hết anh dư thần sao có thể không biết chứ ôi chợt số tôi đúng là khổ quá mà cô gái này dựa vào thân thế đáng thương để lấy tiền của chồng tôi và bắt anh ta mua đồ cho mình bây giờ con của tôi còn không có sữa uống tôi thảm quá tiểu như bình thường trông cần mẫn vậy không ngờ lại là con gái của tội phạm giết người đúng là biết mặt mà không biết lòng đúng vậy đúng vậy còn là kẻ thứ ba nữa mấy cô gái bây giờ chẳng có chút đạo đức nào hết gia đình của tôi cũng bị người thứ ba phá hoại loại người như cô ta nên chết đi đánh cô ta đánh cô ta đúng là đáng giận đánh cô ta đánh cô ta mau đánh cô ta đi dừng tay lại dừng tay em không sao chứ a à, thành vừa rồi vợ tôi bị đánh bao nhiêu cái cứ thế nhân người lần lên cho tôi trả lại cho vương nhược hy thực hiện ngay anh vũ thần em làm vậy cũng vì anh thôi Năm đó cô ta không những suýt hại chết anh, ai mà biết được, Hàn Tịnh như tiếp cận anh với mục đích gì? Chuyện của tôi với cô ấy thì liên quan gì đến cô? A à, Thành à. Này các bà thím ơi, vị này mới là phu nhân nhà chúng tôi, còn người này thì vẫn luôn quấy rối, ăn cắp đồ của tổng giám đốc chúng tôi đấy ạ. À? Anh. Tổng giám đốc nhà chúng tôi có lệnh, mong các vị giúp đỡ. Trả lại trong sạch cho phu nhân nhà chúng tôi. Ấy ấy, thế này cái này ném một quả là một trăm tệ đó nha cái bản mặt hồ ly tinh của cô nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi để tôi trước để tôi á á á tôi là tiểu thư nhà vương gia các người dám đối xử với tôi như vậy tôi sẽ không tha cho các người đâu thôi đi anh tần vũ thần em không muốn làm to chuyện dừng đi

cũng sẽ có một vương lạc hy khác thôi. Cứ chờ mà xem. Cút đi. Anh vẫn tìm đến đây. Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi anh sao? Em vì trốn anh. Mà lại ở chỗ như thế này sao? Tần thần. Bây giờ tôi nên gọi anh là Tần Tổng tôi đã từng ở những nơi như thế này rất nhiều năm tịnh như mọi chuyện trước đây đều là lỗi của anh 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 rốt cuộc phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh tân tổng anh làm vậy để làm gì chứ hôn nhân phải chú trọng môn đăng hộ đối người ta đức cao vọng trọng tôi trèo cao không nổi Tần Tổng sau này đừng đến tìm tôi nữa. Bởi vì anh đã tìm được em, cho nên nửa đời sau anh cũng sẽ không đi đâu cả. Tịnh Như Em đừng mong rời khỏi anh. này anh làm gì vậy thả cô ấy ra này lạc kỳ nghe em nói không phải như chị nghĩ đâu trời ơi anh ta lại đánh em anh có còn là đàn ông không anh lại đánh phụ nữ anh có còn là đàn ông không anh lại đánh phụ nữ không không phải không phải không phải anh ấy làm đâu cảm ơn cô đã cưu mang tịnh như hôm nay tôi đến đón cô ấy về nhà chị lạc chị bỏ cái này xuống trước đã Chị nghe em nói đã. Thật sự không phải anh ấy làm đâu. Không có bạo hành gia đình. Em chắc chắn em không lừa chị chứ. Không, không, chúng ta vào trong trước đã. Có chuyện gì nhớ gọi to cho chị nhé. Thực ra lúc đó sau khi bị thương, em tỉnh lại đã nhớ ra đoạn ký ức này năm đó người bắt cóc anh chính là bố em cho nên em mới tốn bao công sức để rời xa anh phải anh đã tìm mọi cách suýt chút nữa đã lật tung cả kinh thành lên em nghĩ những chuyện này anh có thể không biết sao nhưng bố em năm đó ông ấy suýt chút nữa suýt chút nữa đã giết anh nhưng bây giờ anh vẫn khỏe mạnh hơn nữa năm đó người cứu anh là em hàn tịnh như em nghe cho rõ đây ông ấy là ông ấy em là em chỉ có em cũng chỉ có thể là em mới có thể làm vợ của tần vũ thần tôi tịnh như em có từng yêu anh chưa từ khi xuất hiện đến bây giờ em có yêu anh dù chỉ một chút không em yêu anh cho nên mới rời xa anh cô ta cô ta lại là con gái của tên bắt cóc đó bác gái bác nhất định phải làm chủ cho cháu đi đi đến nhà trọ bác tuyệt đối không cho phép con gái của loại người đó tiếp tục ở bên cạnh con trai bác các người tìm ai các người làm gì vậy này các người là ai các người còn như vậy tôi báo cảnh sát đấy các người làm gì vậy đừng lục đồ của tôi còn như vậy nữa tôi báo cảnh sát đấy thả tôi ra không có cô ta không ở đây hàn tịnh như ở đâu tôi không quen hàn tịnh như nào cả Hừ, trốn giỏi đó. Đưa người này đi. Thả tôi ra. Họ là ai vậy? Mẹ anh biết thân phận của em rồi. Anh sợ bà ấy sẽ đến gây phiền phức cho em. Họ là người chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của em. Xin lỗi anh, em. Không sao, người nên xin lỗi là anh. Là anh lúc trước đã dùng mọi thủ đoạn trái với ý nguyện của em, để em chịu khổ. Không phải, không phải, nếu lúc trước không kết hôn với anh, không phải, nếu lúc trước không kết hôn với anh, nếu lúc trước không kết hôn với anh, không phải, nếu lúc trước không kết hôn với anh mà là kết hôn với tên nhà giàu mới nổi đó. Bây giờ em không biết sẽ sống những ngày tháng như thế nào. Là anh đã cứu em. Được em nghỉ ngơi cho khỏe trước đã tối anh mang đồ ăn ngon cho em không muốn cô ta chết thì một mình quay về nhà cũ họ tần đi lạc kỳ mẹ à tại sao mẹ lại bắt cóc lạc kỳ còn mặt mũi hỏi sao cô cố tình giấu thân phận quyến rũ con trai tôi chẳng phải là muốn trả thù nó sao nếu con nói với mẹ cho đến tận hôm qua con mới biết được bố con là người đã bắt cóc anh ấy bà có tin không vẫn còn nói dối mẹ có tin không bà có tin không vẫn còn nói dối vẫn còn nói dối bà có tin không vẫn còn nói dối chuyện đó xảy ra không lâu bố cô đã nhảy lầu chết chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ cái chết của bố cô là do tôi sao vậy nên là bà sao Đương nhiên không phải. Nếu là chúng tôi thì bố cô cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Mặc dù bố cô đúng là uống say, nghiện rượu, rồi nhảy lầu chết, nhưng những lời chửi rủa sau lưng ông ta, đương nhiên không thể thiếu sự tham gia của cả nhà. Cho nên Hàn Tịnh Như, tôi khuyên cô nên sớm nhận rõ hiện thực. Cô và anh Vũ Thần là không thể nào. Chúng tôi cũng không làm khó cô. Trong thẻ này có 50 triệu, chỉ cần cô rời xa anh Vũ Thần những thứ này đều là của cô. Tôi sẽ không rời xa anh ấy. Cô còn mặt mũi chế ít tiền sao? Dù sao tôi cũng sẽ không rời xa Tần Vũ Thần. Thật sao, mang giả pháp đến đây. Thật sao, mang giả pháp đến đây. Cô có biết cây roi này có lịch sử bao lâu rồi không? Không có hứng biết. Nếu tôi nói chỉ cần cô chịu gia pháp nhà họ Tần tôi, thì tôi sẽ thả người phụ nữ đó cô có đồng không lạc kỳ nhìn đủ chưa chưa đủ chứ gì dừng tay đừng đánh tôi chịu sớm như vậy chẳng phải xong rồi sao để cô ấy chịu khổ vô ích nhưng tôi muốn nhìn cô ấy rời đi trước sau đó các người muốn làm gì thì làm được tịnh như vì chị mà làm vậy đáng sao chị đã bảo vệ em đương nhiên em cũng phải bảo vệ chị chứ đi mau đi mau vũ thần gọi đến sao người phụ nữ đó vẫn chưa đi xa Cô biết nên nói gì rồi chứ? Tịnh Như, mẹ anh có đến tìm em không? Không có. Em đang ở nhà, không có là tốt rồi. Anh đã mua cá em thích nhất. Tối anh làm cho em ăn. Được. Thế nào, Lạc Kỳ tiểu thư nói có đúng không? Về nhà cũ. Coi như cô biết điều. Ừ, có phải sau khi tôi chịu ra pháp xong bà vẫn muốn tôi rời xa vũ thần đúng vậy bản thân cô phải rời khỏi vũ thần chịu ra pháp chỉ là để người phụ nữ dơ bẩn đó rời đi thôi tôi hỏi cô lần cuối có chịu rời xa ngọc thần không dù có chết tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy được nhược hy dạy dỗ cho tốt người phụ nữ không biết liêm sỉ này vâng bác gái lái nhanh lên. Biết đau rồi chứ, nếu cô đồng ý rời xa vũ thần, tôi sẽ dừng tay ngay. Mơ đi. Hừ, tiếp tục đánh. Tất cả dừng tay cho tôi. Tất cả dừng tay cho tôi. Tịnh như, vương lạc tịch, nếu tĩnh như hôm nay có làm sao, Tôi sẽ phế đôi tay này của cô, nếu tinh như có chuyện, tôi sẽ lấy mạng sống của cô. Bác gái, người đâu, những gì hôm nay phu nhân phải chịu đựng trả gấp 10 lần cho tôi. Vâng, bác gái, bác gái, bác gái cứu mạng, bác gái, bác gái. Nghịch tử, khi sinh tao sinh mày ra mất rất nhiều máu, không phải vì mẹ của lạc tịch. Đã truyền máu cho tao, thì bây giờ làm gì có mày. Vậy mà mày lại từ mặt tao và lạc tịch vì con lừa đảo này, khi bà bắt cóc lạc kỳ để đe dọa tính như. Bà nên nghĩ tới hậu quả, từ hôm nay tôi và bà cắt đứt quan hệ mẹ con hãy coi như chưa từng có đứa con trai này mày mày bác sĩ vợ tôi thế nào rồi anh làm chồng kiểu gì vậy người bệnh có thai cũng không biết vợ tôi có thai người bệnh có thai cũng không biết vợ tôi có thai nhịp tim thai nhi của bệnh nhân bị yếu bây giờ lại bị ngoại lực làm bị thương chảy máu ồ ạt người nhà nên chuẩn bị tinh thần càng sớm càng tốt bác sĩ anh phải cố gắng hết sức để cứu cô ấy chúng tôi sẽ làm hết sức phiền anh ký tên giúp tôi vào đây Tính Như. Tôi từng nói sẽ bảo vệ em thật tốt. Nhưng tôi không làm được. Tần tổng, anh ngồi một chút đi. Đã đi được một khoảng thời gian rồi. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Ca phẫu thuật đã thành công, Tần thiếu, chúc mừng anh, phu nhân và đứa bé đều an toàn. Em tỉnh rồi. Tốt quá rồi. Cuối cùng em đã tỉnh rồi. Tính Như, anh muốn báo cho em một tin tốt. Chúng ta có con rồi. Có, có con rồi. Anh sắp được làm bố rồi. Em cũng sắp làm mẹ rồi. Ôi, lạc tịch của tôi. Bác gái đảm bảo với con, nhất định tìm sẽ cơ hội khác để trừng trị con lừa đảo hôn nhân đó, trả thù giúp con không hay rồi, không hay rồi, tính như vậy mà lại có thai rồi, hiện đang được chữa trị, cái gì, có thai, có thai rồi. tính như có thai rồi, hiện đang được chữa trị, cái gì, có thai, có thai rồi. bác gái, cái thai ấy của cô ta, anh dư thần sẽ không thể lấy con. yên tâm, chảy nhiều máu như vậy, đứa trẻ chắc sẽ không giữ được, việc đến nước này rồi, sao có thể nói như thế chứ? có người nào làm mẹ như bà không, có phải gia đình này tan nát bà mới hài lòng không? tan nát cái gì chứ? Nếu có bản lĩnh thì ông đi đi, đừng quay về cánh cửa này nữa. Không sao đâu bác gái, bác đừng sốt ruột. Con có một người bạn cùng lớp làm y tá ở bệnh viện Mục Hòa. Con nhờ cô ấy giúp hỏi thăm tình hình. Khả khả, cuối cùng cậu cũng đến rồi. À, Tần Thiếu đã đi chưa? Cậu biết anh ấy ở đây. Trên điện thoại không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Bọn mình không thể tiết lộ tình trạng bệnh của cô Hàn. À, mình biết, mình biết trong thẻ này có 30 vạn là mẹ của Tần Thiếu Bảo mình đưa cho cậu, 30 vạn. Không được, không được. Cậu cũng biết, Tần Thiếu là người giàu nhất mà, mẹ anh ấy cũng muốn biết, chị Hàn sau này có thể mang thai được nữa không? Con của cô ấy không phải đã cứu được rồi sao? Cậu cũng biết, Tần Thiếu là người giàu nhất mà, mẹ anh ấy cũng muốn biết, chị Hàn sau này có thể mang thai được nữa không? Con của cô ấy không phải đã cứu được rồi sao? Bạn moi tin từ mình. Như vậy sao có thể tính là moi tin chứ? người lớn trong nhà quan tâm đến tình trạng của con dâu đây là việc bình thường mà khả khả à dù sao cậu cũng ở đây vậy giúp mình thêm một việc nữa đi được đây là cháo do chính tay tần lão phu nhân nấu cậu mang nó đến cho chị tĩnh như rồi nói với chị ấy bệnh viện đã chuẩn bị cho chị ấy mình sợ bây giờ chị ấy vẫn còn giận được hàn tĩnh như lần này cô không thoát nổi đâu trong thời gian này, tôi luôn bí mật điều tra chuyện này. Năm đó, sau khi tĩnh như cứu dư thần, mỗi ngày về nhà con bé đều bị bố đánh. Cuối cùng, ông ta đấm mạnh làm con bé bị thương ở đầu, gây chấn thương sọ não. Vì thế sau khi con bé tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện với dư thần. Nói như vậy, cô ấy không lừa hôn. Sao ông không điều tra việc này sớm hơn? Tôi đã đánh tĩnh như nghiêm trọng như thế, đứa trẻ cũng bị đánh mất rồi bây giờ bà có cơ hội lúc đầu tôi sợ bà sẽ làm loạn ở đó vì vậy tôi đã giữ bí mật không nói cho bà biết đứa bé thực ra được cứu rồi ôi trời lão già nhà tôi không bắt nạt tôi thì ông sẽ chết sao ông còn ngơ ra đây làm gì mau đến bệnh viện thăm tĩnh như đi tần phu nhân đây là cháu dinh dưỡng bệnh viện làm cho cô đã đến lúc bồi bổ cơ thể cảm ơn tĩnh như hôm nay mẹ con đã đặc biệt đến xin lỗi con tĩnh như hôm nay mẹ con đã đặc biệt đến xin lỗi con nào cho con dâu nếm thử món cháo mẹ nấu bố con nhận không nổi tĩnh như trước đây là mẹ sai mẹ không biết là con có thai con đồng ý tha thư cho mẹ chứ tĩnh như Mẹ không biết trước đây con vì cố gắng cứu Dư Thần bị bố con đánh vào đầu, lão già này tìm đến anh trai con, mẹ mới biết con bị mất trí nhớ. Vậy cuối cùng mẹ đã tin con không lừa hôn. Cũng không muốn báo thù Dư Thần, biết rồi, biết rồi, mẹ chân thành xin lỗi con. Đừng giận nữa, được chứ, sức khỏe của con vốn dĩ đã không tốt, lại còn đang mang thai nữa. Tính như mẹ con đã dành gần như cả đêm để nấu cháo cho con, hãy tha thứ cho bà ấy đi. được rồi mẹ con tha thứ cho mẹ mẹ sẽ đút cháo cho con à mẹ mau mẹ nhưng y tá bảo con ăn cháo dinh dưỡng trước không ăn không phải lãng phí sao cháo dinh dưỡng xem nào món cháo này không ngon lắm con ăn cháo yến mẹ sẽ ăn cháo này để không lãng phí mẹ mẹ bác sĩ bác sĩ bác sĩ bác sĩ mẹ mẹ ba mẹ con đâu mẹ con ở đâu trước khi lão phu nhân ăn cháo vẫn khỏe sau khi ăn xong thì ngất xỉu món cháo này vốn là do y tá mang đến cho tôi uống gọi người phong tỏa bệnh viện cho tôi tôi muốn xem ai đã đầu độc vợ tôi ai đã đưa cháo cho vợ tôi nói không nói phải không đi kiểm tra máy giám sát tôi là bạn cùng lớp của vương lạc tịch bảo tôi mang đồ ăn cho phu nhân cô ấy nói là mẹ anh đích thân nấu tôi không hề biết nó có độc nếu vợ của tôi cũng ăn cháo thì sẽ là ba mạng người đó đưa vương lạc tịch đến đây mẹ mẹ đã tỉnh rồi con cũng vừa mới phẫu thuật Sao có thể để con ở đây trông nom được, đều là lỗi của con. Lẽ ra con không nên để mẹ ăn bát cháo đó. Mẹ, con thấy khó chịu ở đâu không? Nhưng y tá bảo con phải uống cháo dinh dưỡng trước. Cháo đó vốn là đưa cho Tĩnh Như, dư thần. Là ai, là ai muốn hại Tĩnh Như? Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Bác sĩ nói rồi, Tĩnh Như không sao. Cháo đó là do Vương Lạc Tịch thông qua y tá đưa cho Tĩnh Như. Vậy mà cô ta có thể làm ra loại chuyện như vậy? Lão phu nhân, bây giờ cô ta bị nhốt ở phòng bên cạnh. Đi, tôi muốn đi xem cái thứ ác độc đó. Chào Tần tổng, mở cửa. Lạc Tịch, tôi đã nhìn cô lớn lên, nhưng không ngờ cô lại ác độc đến vậy. Lạc Tịch, tôi đã nhìn cô lớn lên, nhưng không ngờ cô lại ác độc đến vậy. Đều nhờ vào lời dạy của bác gái Trước đây tôi không hiểu tĩnh như nên thất vọng, mới đi gây chuyện khắp nơi. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn hại chết nó. Còn cô, quá độc ác. Quá độc ác. Vì để gả cho tần dư thần, tôi đã hạ mình bao nhiêu năm. Nhưng đổi lại tôi nhận được gì? Bà con trai mình lấy con gái của một kẻ sát nhân. Chính bà là người có lỗi với tôi trước. Im đi. Cô là cái thá gì? Cô dám mắng con trai và con dâu tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Tội đầu độc có mức án tối thiểu là 10 năm. Tôi nghĩ những ngày cô ở trong đó đủ để cô suy ngẫm về những gì bây giờ cô đang làm. Nực cười. Bố tôi sẽ sớm tìm cách đưa tôi ra ngoài thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ để vương gia tội liên đới. Phá vỡ nền tảng của vương gia các cô, sau này vĩnh viễn không thể đặt chân đến kinh thành nửa bước. Anh dư thần, em là vì quá yêu anh thôi, em thật sự vì quá yêu anh. Biến đi, mẹ, đi. vẫn là ở nhà tốt bây giờ em đã biết vẫn là ở nhà tốt hơn rồi à đúng 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 anh nói đều đúng đói quá em phải đi làm chút gì đó để ăn không được em vừa xuất viện em muốn ăn gì anh sẽ bảo người làm cho em chỉ cần nấu một chút không cần đâu em sẽ đi ăn mì bỏ đi không vì bản thân em em cũng nên vì con của chúng ta trong bụng chứ hơn nữa mì có dinh dưỡng gì để anh bảo chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị bữa ăn cho em sao em không nghỉ ngơi cho tốt làm gì thế giặt quần áo không được em không thể làm công việc thể chất để nó ở đây sẽ bảo người giúp việc giặt nó em chỉ cần bỏ nó vào máy giặt thôi mà nếu cúi xuống sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta á à, không cần thế chứ Đừng cứ chơi điện thoại thế sẽ không tốt cho em bé Ngày ngày không cho em làm cái này không cho em làm cái kia Em sắp chán chết rồi Em cảm thấy như mình sắp trở thành người vô tích sự rồi Không thể nằm sấp ngủ Như vậy sẽ gây áp lực đến thai nhi Nghe lời, chúng ta xoay người ra ngủ Sao lúc nào cũng em bé thế Anh chỉ yêu mỗi con không yêu em nữa rồi Đừng nói nhảm nữa, anh yêu nó là vì nó là bảo bối của chúng ta. Mặc dù yêu nó, nhưng càng yêu em hơn. Nhưng không chừng, không chừng nó đến để cạnh tranh với em. Em yên tâm. Anh sẽ yêu em cả đời. Ngủ đi. Sao anh vẫn chưa đi làm? Sao thế? Em muốn đuổi anh đi à, nếu không đi làm thì làm sao kiếm tiền nuôi gia đình được? từ giờ trở đi em bé và em sẽ phải trông cậy vào anh em yên tâm chồng của em có rất nhiều tiền có nhiều tiền cũng phải đi làm đây là một loại thái độ của cuộc sống được tuân lệnh vậy trước khi đi em có thể cho chồng chút phần thưởng nhỏ để chăm chỉ làm việc không anh nói xem đứa bé sẽ là con trai hay con gái bất luận là trai hay là gái anh đều thích bởi vì nó là con của chúng ta được rồi cảm ơn các bạn bấm theo dõi để xem những bộ phim tiếp theo vào ngày mai